Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Ngày hôm nay mình đi lên trên sân thượng, mình kiểm tra một số những cái cây lan kiếm để coi xem là sau mấy ngày mình bón cái phân đầu trâu thì nó sẽ như thế nào. Cái này thì hôm trước là nó đã ra được cần hoa, cây này cây Surya của Thái nó đã có cần hoa rồi, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra nha. Hôm trước mình bón cái phần đầu trâu kích hoa là 3 ngày một lần. Bây giờ mình kiểm tra cây này là cây vàng Tây Ninh nè. Bụi này giờ là rất là đông rồi, nhiều lắm. Ồ, hôm nay thì mình sẽ kiểm tra đây, nó ra được nụ nè. Nụ quá nụ luôn nè. Đó, cái này là nụ này, một cái nụ này, đây nữa này, hai nụ này, cái này cũng nụ luôn. Cái nụ này là nó chọc qua một cái lá nhỏ này là còn tươi mà nó chọc qua luôn. Để kiếm nữa xem nào. Cái phần đầu trâu này là mình bón nó là 3 ngày một lần và cắt nước. Ồ, đây, nó đây, thêm một cái nụ đây nữa đây. Ồ, vậy là cái chậu này là được tới hiện tại là tới 3 nụ là chậu vàng Tây Ninh. Cái phần đầu trâu kích hoa này là mình bón 3 ngày một phun một lần, sau đó là cứ mỗi một lần phun vậy là sáng hôm sau mới phun nhẹ nước nha, để cho nó sạch cây thôi. Và sau khi phun 3 lần thì cắt nước thêm mấy ngày nữa đó, thì chỉ phun nhẹ nhẹ, phun sương thôi. Bây giờ mình đi kiểm tra những cây khác. Đây là cây phan chí này, phan chí sần, phan chí. Cái này nó cũng ra nhưng mà cái này là mầm rồi. Để coi cây, thế này mình coi một cái bụi hồng, môi hồng Thái Nguyên coi, kiếm coi, à đây, coi rồi, ôi chà chà, đây nó có cái nụ đây rồi, môi hồng Thái Nguyên, cái nụ, một nụ nha, ồ có cái nụ này nó chen ở giữa cây luôn à, đây, để coi coi. Rồi cái này nó đã thành cần hoa luôn rồi. Đây là cây bụi môi hồng Thái Nguyên này. Hồi xưa là cách đây gần 2 năm là mình mua một thân, có một thân thôi, và mình trồng. Và bữa nay nó thành một bụi rồi. Để kiểm tra tiếp cái bụi môi hồng Thái Nguyên này xem nào. Ôi đây, đây là có một cái nụ nữa. Bụi, đây là cái bụi môi hồng Thái Nguyên này là có 3 nụ. Thì là có một cái này, nó đã ra cần hoa luôn rồi. Cần hoa luôn rồi. Bụi này giờ nhiều lắm. Hiện tại vậy là nó mới ra được 3 cần hoa. Để kiểm tra mấy chậu khác. Cái chậu này là chậu bầu Bích Vân. Bầu Bích Vân. Chậu này thì cái này nó cũng ra nhưng mà là cái này ra mầm. Chậu này là Nam Giang Tiên Vũ cũng có mà ra mầm không. Rồi. Còn đây là chậu kiếm Thu Giang. Trời ra quá trời, nhưng xem nào, xem nó có cái nụ nào không. À đây, có nụ đây. Kiếm Thu Giang này ra mầm rất nhiều nhưng mà nó đã xuất hiện cái nụ đây rồi. Đây, để zoom vào cho mọi người xem nha. Đây,
Đây cái nụ đây, nụ cái nụ đây. Chính xác là cái nụ đây. Và kế bên cạnh cái nụ là cái mầm luôn. Tức là vừa nụ vừa mầm. Đấy, bên cạnh là cái mầm, bên cạnh. Đây là cái này nó ra vừa nụ vừa mầm luôn. Cái kiếm thu giang này là một cái loại kiếm thân bicolor, là cái thân củ nó tròn, lá cứng lùn và hoa lô hội rất là đẹp. Nó là dòng kiếm lô hội đột biến rất đẹp. Để quay cái củ cho mọi người xem nào. Cái củ nè. Đó, cái củ này nó rất là tròn nha. Thế mấy bữa nữa mà cái hoa này nở là mình sẽ quay cho mọi người xem. Vậy là cái chậu thu giang là được một nụ nữa. Rồi cái chậu này là chậu này là chậu gì đây? Chậu mai ngọc. Chậu mai ngọc không có. Không có cái mầm nào. À đây, có cái mầm này thì bự rồi. Còn chậu này là chậu đại long đao. À, cái chậu đại long đao này thì mình cũng mới tách cho một người bạn. Chia sẻ cho một người bạn. Thế hôm rồi chậu đại long đao này giờ nó không có mầm mầm nhỏ và cũng không có. À đây 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 đây. Phát hiện ra á, đây. Đây 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 đây, quay cho mọi người xem. Đấy. Nó ra cái nhỏ xíu đây này. Đó, cái nhỏ xíu. Nhưng mà cái này nghi mầm quá, thì chắc phải mấy ngày nữa thì mới biết qua, nhưng mà cái này thì chắc mầm rồi. À, cái chậu đại long đao thì hôm rồi mình có kiếm được một số những cái có một cái gọc này là gốc cây này lũa này trông cũng đẹp đẹp. Thế là mình trang trí vào đây. Đấy thì để cho cái chậu cây nó thêm phần sinh động. Đó, nhìn nó dễ thương phải không? Nguyên một cái chậu nó dễ thương. Cái chậu mai ngọc này cho cái ông ngồi uống rượu ngâm thơ này ngồi đây cho nó vui. Rồi. Vậy là sau khi kiểm tra sơ sơ mấy chậu thì sau 3 lần phun cái đầu trâu kích hoa thì được kết quả là cái chậu vàng tiên linh là được 3 nụ này. Đó. Và có một cái nhú nhú đây nhưng mà chưa biết là gì, phải vậy chắc này vài ngày nữa mới biết. Chậu môi hồng Thái Nguyên cũng 3 nụ và trong cái đó là đã có một cái ngồng hoa rồi, nó đã có một cái ngồng hoa lớn rồi. Đó, và còn 2 cái nụ đang phát triển. Và kiếm thu giang. Đây là có đây là cái bụi này là vừa mầm lại vừa hoa luôn. Đấy. Rồi khi nào mà cách mấy chậu này nó nở thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đó. Thì mọi người thấy cái video của mình cũng thú vị thì cho mình một like, một share và một nút đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những cái video kế tiếp của mình. Và khi nào mà mình cái sau khi mà cái chậu môi hồng Thái Nguyên này á nó nở hoa hết á thì là mình sẽ thay chậu. Tại vì cái này nó bắt đầu nhỏ rồi. Thì khi nào thay chậu mình sẽ làm một cái video để khi mình sang một cái chậu khác thì mình sẽ làm một cái video để khi mình thay chậu thì cái cách thức thay chậu như nào để cho nó vừa gọn gàng mà lại vừa tốt để cho cái cây kiếm nó phát triển tốt nha, thì mình sẽ quay cho mọi người xem để mọi người tham khảo nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi, xin cảm ơn.